Dạ xin chào quý khán giả kênh Phương Dừa Con. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác thân mến, bữa Phương Dừa mới đi chương trình chuyến đi đã đời 14 ngày mới về. Bây giờ phải soạn đồ ra để chuẩn bị đi tiếp nè bà con cô bác ơi. Kỳ này đi nhiều ngày hơn nữa nha bà con chú anh chị. Không biết là hai đứa con mình là có nhớ mình nhiều hơn nữa. Đợt này là nhớ dữ lắm luôn rồi đó. Rồi mẹ kêu hai đứa nhỏ ra soạn đồ phụ cha đây. Sữa ơi, Bin ơi. Ra nhờ giúp cha kìa. Dạ. 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 Xin chào bà cô chú đi. mệt không có chỗ cha sổ đồ ơi. Phụ cha sổ đồ mai cho đi công tác anh. Đồ cha ơi. Nè con cha. Sổ phụ trong đầu cha mai cho đi công tác 15 ngày nữa nè. Đồ của cha hả? Ờ. Gì vậy? Đồ của cha. Thì là cha đang soạn đồ nè, vô lấy cái gì nữa cha ta. Lấy cái gì cho cha đây? Cái đồ cho cha. Để đồ cho cha đây, mai cho đi 15 ngày nữa nè. Sữa. Đúng rồi, lấy đi cha. Đồ đây hả? Dạ. Còn đồ đâu nữa, lấy đồ thêm cho cha nè. Chưa đủ đồ. Lấy đồ cho cha đi, gom đồ cho cha. Đồ đâu? Sửa gom đồ cho cha đi. Đồ của cha nè. Không có giỡn. Không có nhai dẹp đi. Hả? Lấy đồ lấy cặp đen nữa kìa. Cái cặp đen nè. Rồi, cái bịch thuốc nữa kìa. Ok. Để cặp đen kìa. Ghế của cha nè, cho sắp đi mê đi làm. Không có nhai. Rồi. Còn gì nữa ta? Còn lấy đồ cho lấy đồ cho cha, mai cho đi một lần. Con lấy đồ ăn ha. Cái bình nước nữa kìa. Con lấy đồ ăn giặt ha. Ừ. Chị lấy cái khuôn mới. Cái gì? Chị lấy chị đây chị để con lấy đồ ăn giặt cho. Lấy gì? Đồ ăn giặt. Chị cầm bát đi. Để cha nấu chơi gì cha. Đúng rồi. Hả? Lấy đồ dài mà luôn cha. Lấy cái gì? Lấy cái gì chưa đủ. Ông bịch. Thêm không? Rồi đủ rồi, năm bình đi. Vậy. Rồi. Cha đi làm mưa bể ngay từ ta đi làm mưa. Giờ cha đi luôn nè. Dạ. Mẹ con mẹ của cha nè. Không, của con. Bây giờ cho phải đi. Cha ơi, cái quần để cho nó hả? Xe rồi. Đưa đây, giờ cho phải đi đặt xe cho kịp rồi. Rồi sửa nhà nha. Tạm biệt vô cùng. Sửa nhà ngoan nha. Tạm biệt. Trời ơi. Đừng không giỡn. Đem con đi dạng ra nó kêu rồi. Thôi thôi vậy hả? Dạng ra nó kêu rồi. Vậy đây. Dạng ra nó kêu rồi chứ. Đưa đi cha coi. Đưa đi cha coi. Trời ơi. Đi nữa. Không. Ba lột mặt bức. Thôi là Thúng hát cho cha nghe bài đi để mai cho đi công tác rồi. Chị có bài được, chị có bài con chế. Hả? Chị có. Chị có bài. Trời ơi, cho bài đi công tác mà thêm con. Chị có bài phải không mẹ? 15 ngày luôn. Cái tương bò. Cái tương bò 14 giờ hả? Cuối nay nay là 30 tây phải không? Bữa nay là ha, bữa nay là 30 tây phải không? Là tới 15 tây, 6 cho mới về. Chị mùa 6. Gần tới sinh nhật con cho mới về. Về con. Hả? Về sinh nhật con không ai ở nhà luôn. Nếu mà cha đi công việc xong thì cho về sinh nhật con, còn nếu không thì cha sẽ qua sinh nhật con cho mới về nha. Không. Trời ơi, phải cho phải đi làm để kiếm tiền nuôi tụi con. Làm vậy nè. Hả? Phải đi xa mới được. Mới về hôm thứ 7 mà. Thì mới về nghỉ ngày về thăm tụi con rồi đi công tác tiếp nè. Tôi con hai bài mới thứ 2. Con phải đi thôi. Mới thứ 3. Hả? Cái này đó hai anh em con có. Vậy? Anh hai hai anh em là con chú bò. Chắc cha về trẻ đi chú bò. Sao? Cha về chắc tôi có chú bò.
Rồi con đủ độ cho cha chưa? Cha ơi, con nghe cha nói gia đình 15 năm rồi. 15 ngày. 15 ngày. Ừ. Sửa lấy soạn đồ cho cha chưa? Soạn đồ rồi. Còn nữa, còn đồ gì nữa lấy đồ cho cha. Còn gì nữa? Bên sự kiến. Bên sự kiến. Đừng có xàm nha. Bên sự kiến để cha sự kiến. Rồi, lấy cái đồ cho cha coi. Bên sự kiến đây. Không phải, lấy đồ sự kiến làm gì? À đúng rồi. Lấy cái gì nữa? Còn đồ gì cho nữa? Điện thoại đâu? Mình lấy cái trong biển đi. Điện thoại, điện thoại. Bóp cha đâu? Bóp. Rồi còn gì nữa? Cái gì khóa của ai đây? Khóa đây đâu, khóa nhà dưới để đó đi con. Còn gì nữa? Không có đâu, không cần. Điện thoại, điện thoại. Các sữa nữa. Sữa. Sữa. Đi, để khi nào á cho. Cho muốn sữa là cho. Còn gì nữa không? Ai chờ chút. Còn gì nữa? À đó, một tiếng. Cái này lấy làm gì? Có con không ạ? À? Có tiền đâu mà lấy? Không có tiền. Tiền cho mẹ rồi. Ôi trời. Sao cha đi công tác không vui như vậy? Hả? Đại sứ vui mà. Hả? Đi công tác vui quá đi rồi. Đi công tác vui rồi. Sao vậy? Không vui vậy hả? Con muốn nhà nhà hả? 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 Đi cần cây đi lại. Hả? Lắp cơm, đúng rồi lắp cơm. Hả? Sao vậy? Đi lấy. Con nghe đây sao con buồn? Sao con buồn vậy? Con vui quá. Sao vậy? Sao con vui? Sao con vui? Hả? Sao con vui hả? Sao con vui vậy? Nói cho nghe đây. Hả? Hả? Khép chân lại. Sao vui hả? Nói cho nghe đây. Nói vui bà hết. Hả? Sao vui hả? Nói vui bà hết. Nó có vui bà hết. Sao con vui vậy? Hả? Sao con vui vậy? Nói sao cha đi công tác mà con vui vậy? Cha đi 15 ngày luôn á. Nói gì từ đi. Cha đi 15 ngày. Cha đi tới 15 ngày đó nghe. Cha đi, bữa giờ cha đi có 1 ngày rồi thôi. Đi công tác con vui. Mấy ngày? Đi công tác con vui. À bữa thì cha đi 13, 12 ngày, giờ tới 15 ngày. Thôi giờ đi nè, để sửa sách đầu ra cha nè, đi đóng xe đi nè, sửa. Dạ. Đi. Đi. Không. Đi. Dạ, sách đầu ra. Thôi, đi, đi, đi. Á dạ. Em xin lỗi cha. Đi, đi. Sách đầu ra cha nè. Đi. Đi, đúng rồi. Đi. Đi. Ủa cha. Cha không được nghỉ hả? Không, nó được nghỉ, cha phải đi làm suốt, nó không nghỉ. Đi. Ngồi xuống nhờ. Đi. Vậy là đi. Con, vậy là con thi xong hết rồi cha mới về á. Đi. Vậy là con thi xong đi. Hết rồi con cha mới về á. Đi đi. Bye bye. 8 tháng 6 con thi. Đọc bye bye ba. Đi. Sao thì giết lại bye bye bye. Sao thì toàn sắp đồ mẹ sắp đồ phụ cha đi. Ồ hình như sữa nó biết mình thì giáo bộ nó nè. Hồi nãy nó nghe vậy dạ? Anh hai không nghe rồi. Có sữa nghe đi. Hả? Sữa nghe nói chơi giáo bộ cho đi công tác rồi vẫn nghe mà. Nhưng mà cha giáo bộ đi công tác đó. Có gì đâu. Ở là đi hết con. Anh hai không nghe. Đây con. Anh hai đi cha không nghe. Bộ. Thiệt. Thiệt không? Thiệt không? Cha công tác giáo bộ hay thiệt? Giáo bộ. Cha chưa chuẩn bị. Thì đó. Là chuẩn bị của mấy trời. Cha chuẩn bị giáo bộ. Nghe sợn đồ cho đi công tác thử coi có đứa nào buồn không? Là chuẩn bị luôn. Anh hai thì không có nghe. Nhưng bà sữa vẫn khóng khóng mà nghe làm sao á. Hồi nãy kia tôi đừng mở cửa, tôi mở cái rầm luôn. Hình nhà nãy sửa nghe sao ta? Sửa mở ra. Sửa đi, sửa nút ở sau cái máy đó. Cái sửa nghe. Rồi, hèn chi mà bà không có buồn gì hết trơn, cũng kêu đi nữa. Đi. Rồi mà tính lẫn. Ta nhà chứ nào. Khép cái chân lại.
cha dọn cái nhà con. À cha nhà chứ cha mới đi đây mà đi công tác đây mà đi đâu nữa? Ở nhà với hai đứa con chứ. Đừng cha mua cho tụi con. Hả? Ném khóc luôn. Trời, nghe khóc luôn hả? Thương ngày quá thôi, giờ thương cục vàng của tôi nha. Khép cái chân lại. Mặc cái quần ngắn khép chân lại nè. Thôi cho mai cho đi công tác nha. Nha. Ủa, nãy con bỏ con mới đi ra sao không nghe được ta? Hả? Con bỏ bèo nãy con mới đi ra sao không nghe được mà sửa lúc sau cái máy co khóc chó nghe được luôn á. Cha đâu có nói nhỏ, cha đâu có nói lớn đâu. Trời ơi, mình thấy à. Ủa một hồi ha. Vô chải đầu chải tóc của mặt của mày rồi đi ra ngủ. Nó chứ chồng mới đi đây mà là mốt cho đi cho dẫn hai đứa con đi chơi đi du lịch ha, đi miền Trung, đi Quảng Nam không? Quyên đi miền Trung hả? Đi Hội An chơi không? À luôn đi. Hồi đó đi Hội An là ai dùng cái tính tao này vô Hùng Gác đi. Tao này có xe rồi. Cha vô Hùng Gác rồi. Cha con có mũ mà ra mình đi làm đi cha. Đúng ấy. Đi đâu? Muốn đi đâu? Anh ơi. Đi đâu biệt? Đi đâu hồi đó? Anh hai có đi Quảng Nam một lần rồi mà anh hai nhớ không nhớ. Hồi đó chưa có em sữa. Rồi đi Quảng Nam về rồi mà quay hình đi Quảng Nam về mới có em sữa. Giờ mình đi trở lại Quảng Nam chơi ha. Con nhớ có lúc mẹ đẻ sữa mà. Cha ngủ nhà với con khóc thì khóc luôn. Ờ, con nghiệp anh hai. Đưa anh hai về mà. Hồi đó con vừa có quay cái đoạn clip mà anh hai Thế Dĩnh vô thăm trà sữa mà con nhớ vậy. Cái con nồi xong rồi. Rồi về đoạn rồi xong rồi trà sữa Thế Dĩnh đầu quay trở lại lên gặp em gặp mẹ khóc mẹ quá trời. Hai mẹ con khóc quá trời, mẹ kêu Thế Dĩnh phải về đi học. Không ở trong đó. Thế Dĩnh phải về đi học cũng thương lắm. Rồi bóp tới chị nó làm bóp bóp đẻ thêm đứa cho chị ra ghìa luôn. Ra ghìa luôn nha. À, ông hai đẻ nè. Bạn ông hai lên coi. Ông hai đẻ thì tưng lên nè. Cho chị đẻ rồi nước cho sữa ra ghìa nha mà cũng chưa anh chị. Đúng rồi, mong anh đó. Sữa ra ghìa ha, được không? Sữa ra ghìa được không? Chép phim lại. Sữa ra ghìa nha. Nha, sữa ra ghìa nha. Đừng. Trời ơi, lửa này quá. Đừng mà lửa, đừng quá cho mẹ. Lửa này nữa nè. Đừng có giận đi. Đừng có giận như này nè. Thôi đừng giận nha. Đừng giận nha, em cho em nó đổ mồ hôi cho nó hết. Nó thò trúng cái đầu em. Em mệt rồi. Thôi giận ngay vậy đó. Em mệt. Đừng giận ngay vậy. Không ai giận mà chị hết trơn. Em mệt. Em mệt lắm rồi. Hồi nãy con em nó nhìn con tưởng cha vui rồi về. Thôi nè, giờ chào bà con chú anh chị mình vô mình ngủ nè, mình dẫn đến nè. Vô trong phòng. Rồi cảm ơn Phanh Tay Cam Nam nha Hoàng. Phanh Tay cảm ơn Hoàng. Mẹ bao nhiêu người bây giờ hãy subscribe kênh con nghe. Thế giờ sữa, chào tạm biệt cho. Chúc mấy chị sữa. Dạ, cảm ơn quý mọi người. Quá dù ha, quá dù ha, quá dù ha là quá dù ha. Quá dù ha. Quá trời ơi, cái mặt này. Cái mặt nó bằng mặt anh hai rồi kìa. Cái mặt bà sữa bằng mặt anh hai kìa. Dù. Cùng. Này, giỡn lại. Anh lại rồi, anh hòa rồi, anh hòa rồi chỗ này. Giỡn nghe, chào tạm biệt nè, phanh tay cho mình một chỗ nè. Bye bye, thương thương nhiều. Thôi chào tạm biệt nè. Còn giỡn ngay. Em lại một chỗ này. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ.
Mười hai triệu nè. Dạ là mẹ mời luôn một triệu. Mẹ không được gặp con mẹ. Chào quá trời. Chào tạm biệt bye nè. Dạ ngày quá chào con mẹ nó. Tạm biệt con mời chú mời. Chào tạm biệt bà cô chú à. Tạm biệt. Dạ cảm ơn à, hẹn gặp lại à.